Chiều nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dự và chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực với nhiều nội dung rất quan trọng. Đặc biệt, trong đó có 19 biểu hiện tiêu cực cần tập trung nhận diện và ngăn chặn từ gốc. Đây là vấn đề rất nhức nhối trong xã hội hiện nay. Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đã chỉ đạo không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn là phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hai lĩnh vực này có liên quan đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng. Đây là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng sau hội nghị này cần xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, địa phương mình, đưa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đi vào nền nếp và thực chất, nhất là thực hiện các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực, nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, bí mật, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội. Đặc biệt, triển khai có hiệu quả quy định số 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.